năm trước, người Việt cổ đã cư trú, lập làng ở ven sông Cầu, sông Dâu, sông Đuống, lập nên xứ Kinh Bắc nổi tiếng. Đến nay, phần lớn diện tích của xứ này thuộc về tỉnh Bắc Ninh. Vào đầu công nguyên, Phật giáo được truyền trực tiếp từ Ấn Độ vào nước ta qua Luy Lâu, trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của nước ta thời đó, nay thuộc huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Phật giáo Việt Nam sớm có tính dân tộc riêng biệt, do tôn giáo mới này đã sớm có sự dung hợp với tín ngưỡng thờ mẫu, tức là thờ tứ pháp, bốn vị nữ thần nông nghiệp bản địa, đại diện cho mây, mưa, sấm, chớp. Một trong tứ pháp là Pháp Vân, nữ thần mây, tức bà Dâu, được thờ tại chùa Dâu ở Luy Lâu, một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng nhất nước ta. Chùa được xây dựng năm 187, hoàn thành năm 226 sau công nguyên. Tới năm 1313, vua Trần Anh Tông sai Trạng Nguyên, Mạc Đĩnh Chi dựng lại, thành chùa Trăm Gian, có tháp Hòa Phong 9 tầng. Tới nay tháp chỉ còn lại 3 tầng, cao khoảng 17 mét. Bên phải tháp có một bia đá dựng năm 1738. Bên trái có tượng một con cừu đá, là dấu vết duy nhất còn sót lại của ngôi chùa ban đầu. Chân tháp hình vuông, mỗi cạnh gần 7 mét. Trong tháp có 4 tượng thiên vương cao 1,6 mét, đứng ở 4 góc. Trên cao có treo một quả chuông đồng đúc năm 1793 và một chiếc thánh đồng đúc năm 1817. Trải qua gần 2.000 năm, chùa cũ không còn nữa. Bên trong cũng chỉ còn sót lại vài dấu tích thời Lê. Chùa có kiến trúc nội công ngoại quốc, gồm 4 dãy nhà liên thông hình chữ nhật, bao quanh 3 nơi thờ chính là tiền đường, thiêu hương và thượng điện. Tượng nữ thần Pháp Vân cao gần 2 mét, uy nghi, trầm mặc, được đặt ở chính giữa thượng điện. Tượng có khuôn mặt đẹp, có một vết nổi to, đậm giữa trán, tạo ra sự liên tưởng tới quê hương Phật giáo ở Ấn Độ. Phía trước tượng có một hộp gỗ, trong đặt một khối đá, gọi là Thạch Quang Phật. Do chùa thờ bà Pháp Vũ, tức thần mưa, bị giặc Pháp phá, nên tượng bà cũng được đưa về thờ tại đây. Tại gian tiền đường có tượng các vị hộ pháp Kim Cương. Trong gian thiêu hương có tượng Cửu Long cùng các vị Diêm Vương, Tam Châu Thái Tử và Trạng Nguyên, Mạc Đĩnh Chi. Theo các nhà nghiên cứu thì sự dung hòa giữa Phật giáo Ấn Độ và tín ngưỡng dân gian thờ tứ pháp là hiện tượng tiếp biến văn hóa đã tạo cho Phật giáo Việt Nam có bản sắc dân tộc riêng rất độc đáo, khác biệt nhiều so với đạo Phật ở các quốc gia khác. Các pho tượng Bồ Tát, Tam Thế, Đức Ông, Thánh Tăng và các vị La Hán được đặt ở phần hậu điện phía sau chùa chính. Tuy chùa được dựng lại, nhưng với những di tích độc đáo còn sót lại, đặc biệt là tháp Hòa Phong, chùa vẫn có tư thế vững chãi trường tồn, gợi lại được vẻ oai phong của 2.000 năm trước. Chùa Dâu, ngôi chùa kỳ vĩ và cổ nhất nước ta, đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa tháng 4 năm 1962 và được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tháng 12 năm 2013. Tới thời Lý, Phật giáo trở thành quốc đạo. Chùa Phật Tích cũng là một trung tâm Phật giáo lớn, có bề dày hơn 1.000 năm lịch sử và tâm linh. Chùa được khởi dựng vào năm 1057 thời Lý, gồm 4 bậc thềm với nhiều tòa ngang, dãy dọc. Đến thời Lê, vào đời vua Lê Hy Tông năm 1686, chùa được xây dựng lại với quy mô rất lớn, có giá trị nghệ thuật cao. Tương truyền, bậc thềm thứ nhất là sân chùa. Xưa có một vườn hoa mẫu đơn lớn, là nơi xảy ra truyền thuyết Từ Thức gặp tiên. Cũng vì tích này mà hội hoa mẫu đơn được nhà chùa mở vào ngày 4 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Trong chùa còn bảo lưu được nhiều hiện vật thời Lý rất độc đáo. Trong đó, tại bậc thềm thứ hai có 10 tượng thú, gồm sư tử, voi, tê giác, trâu, ngựa. Mỗi loại 2 con,
được tạc từ đá nguyên khối, trông rất sống động. Đặc biệt và nổi tiếng nhất là pho tượng Phật A-di-đà bằng đá, cao 3 mét, tính cả bệ. Đây là pho tượng đá lớn nhất và nguyên vẹn nhất còn lưu lại từ thời Lý. Áo Đức Phật mặc buông thành nhiều nếp, tuy đã cách điệu trên chất liệu đá, nhưng các nếp áo vẫn rất giàu biểu cảm nghệ thuật. Khuôn mặt Phật tuy uy nghiêm, trầm mặc, nhưng vẫn toát ra vẻ thanh tú, cao sang. Phật ngồi trên tòa sen, trong mỗi cánh sen lại có tạc hình rồng. Bệ tượng cũng được chạm khắc các hình rồng, sóng, mây, lửa, sao động, vần vũ, chập chờn. Theo đánh giá của giới nghệ thuật thì tượng Phật A-di-đà chùa Phật Tích đã đạt tới độ chín của một phong cách thể hiện được tinh thần Việt Nam. Mặt trước pho tượng tuy có lộ ra một khuôn phép ngặt nghèo, nhưng ở phía sau tượng lại sáng lên vẻ tươi tắn, sinh động. Phật tỏa ra một ánh sáng nghỉ ngơi, tráng động, êm đềm, mang đến cái thanh bình về một ý niệm trầm tư, đồng thời cũng giữ lại sự vững bền cho mọi thời đại. Chùa Phật Tích có lịch sử gắn liền với trung tâm Phật giáo Ly Lâu, là nơi giao thoa văn hóa của Ấn Độ, Trung Quốc và Champa. Vào những năm đầu thiên niên kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, nhà sư Ấn Độ Khâu Đàn La đã từ Ly Lâu tới đây để giảng đạo. Vào thời Trần, vua Trần Nhân Tông cho xây tại chùa một thư viện lớn và cung bảo hoa. Vua Trần Nghệ Tông cũng đã lấy chùa làm nơi tổ chức thi tiến sĩ. Đến thời Lê, năm 1686, chùa được xây dựng lại với quy mô rất đồ sộ nhờ có sự đóng góp to lớn của bà Trần Ngọc An, đệ nhất cung tần của chúa Trịnh Tráng. Tới năm 1947, chùa bị thực dân Pháp phá hủy hoàn toàn. Hiện nay, chùa đã được phục dựng lại, vẫn thể hiện được vẻ uy nghi, cổ kính của một trong những ngôi chùa cổ kỳ vĩ bậc nhất ở nước ta. Chùa Phật Tích đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa tháng 4 năm 1962. Với giá trị nghệ thuật tiêu biểu, tượng Phật A-di-đà, chùa Phật Tích đã được dùng làm hình mẫu để dựng đại Phật tượng Việt Nam, pho tượng Phật bằng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á trên núi Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội. Một ngôi cổ tự cũng vào hàng đệ nhất thời Lý ở Kinh Bắc, Bắc Ninh là chùa Giạm, có tên chữ là Đại Lãm Thần Quang Tự, được khởi dựng năm 1086 theo lệnh của vua Lý Nhân Tông. Sau 8 năm thì hoàn thành, chùa được xây tứ cấp, rộng trên 8.400 m² với 100 gian. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chùa bị phá hủy hoàn toàn, nay chỉ còn sót lại một số di tích ít ỏi. Trên tầng nền thứ hai của chùa có một tấm bia đá cao 1,5 mét, rộng 1 mét, cả hai mặt bia đều mòn. Đặc biệt tại đây có một cột đá lớn nguyên khối mà theo một số nhà nghiên cứu thì đó là biểu tượng của sinh tử khí Linga và Yoni đã được Việt hóa. Cột cao gần 5 mét gồm hai khối chồng lên nhau. Khối trên hình trụ, đường kính khoảng 1,3 mét, có chạm nổi một đôi rồng thời Lý. Hai đầu rồng vươn cao, cùng trầu một viên ngọc. Cột đá chùa Giạm được coi là một trong những công trình điêu khắc đặc sắc, hoành tráng và kỳ vĩ bậc nhất trong lịch sử điêu khắc truyền thống nước ta. Chùa Giạm đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa năm 1964. Hiện nay, để chuẩn bị xây lại chùa, các nhà khảo cổ đã phát hiện thấy nhiều di vật quan trọng như các lớp nền đá nguyên gốc, đá tảng kê chân cột, hình hoa sen, gạch ngói có hình rồng và một số hình tượng các con thú bằng đất nung, v.v.
chắn trong một tương lai không xa, với nỗ lực của các nhà khoa học, các nhà nghệ thuật, cùng sự đầu tư của nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa, chùa Dạm sẽ được phục dựng lại, xứng với tầm vóc xưa của một ngôi cổ tự nổi tiếng bậc nhất ở nước ta. Trên tấm bia Khánh Lưu Bi Ký năm 1714 có ghi: chùa Ninh Phúc, xã Nhạn Tháp trở thành một chốn thiền lâm đẹp nhất Kinh Bắc, điện vũ nguy nga tráng lệ. Như vậy, cũng tọa lạc ở Luy Lâu, chùa Bút Tháp có tên chữ là Ninh Phúc Tự, cũng là một trong những ngôi chùa có kiến trúc điêu khắc nổi tiếng bậc nhất ở nước ta. Theo thư tịch cổ thì chùa được dựng vào giữa thế kỷ 11 thời Trần. Đến thế kỷ 17, Hoàng Thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc về đây tu hành. Bà đã bỏ tiền của trùng tu lại và chùa tồn tại đến tận ngày nay. Đặc biệt nhất, trong thượng điện có pho tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay, một kiệt tác hàng đầu của nền điêu khắc Việt Nam do nghệ nhân họ Trương tạc năm 1656. Tượng cao 3,7 mét, có 11 khuôn mặt, mỗi khuôn mặt tượng trưng cho một đức tính tiêu biểu của Đức Phật. Tượng có 42 tay lớn, 958 tay nhỏ, trong lòng mỗi bàn tay có một con mắt. Phật Bà ngồi thiền định trên một tòa sen do một con rồng hóa thân của Long Vương Upananda đội. Vây quanh rồng là ngao, ốc, cua, hến đang ngục lặn giữa những cơn sóng bạc nơi thủy cung, mang hàm ý Phật Pháp thấm nhuần thế gian. Trong thượng điện còn có ba kiệt tác điêu khắc nữa, đều có niên đại thế kỷ 17, đó là tượng Tây Thiên Đông Độ, Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư, tượng Bà Thị Kính và tượng Tuyết Sơn. Ngoài ra, trong chùa còn có hơn 70 pho tượng gỗ khác được tạc trong các tư thế quỳ, đứng, ngồi với nét mặt thành kính rất sinh động. Từ thượng điện qua một chiếc cầu đá dẫn đến Tích Thiện Am. Trong Tích Thiện Am có cây cửu phẩm liên hoa tượng trưng cho 9 cấp tu hành chính quả của Phật giáo, là một tháp bằng gỗ 9 tầng, 8 mặt, có thể quay tròn quanh một trục. Các mặt đều gắn tượng Phật và các hình chạm khắc gỗ, lấy đề tài từ các truyền thuyết về Phật giáo. Phía sau chùa có tháp Tôn Đức cao 10 mét, có tháp Báo Nghiêm cao hơn 13 mét. Vì tháp Báo Nghiêm trông giống như một cây bút khổng lồ, nên vào thời vua Tự Đức năm 1876, vua đã đặt lại tên chùa là Chùa Bút Tháp. Chùa Bút Tháp đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa tháng 4 năm 1962 và được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tháng 12 năm 2013. Chùa Dâu, Chùa Phật Tích, Chùa Dạm và Chùa Bút Tháp, mỗi ngôi chùa, mỗi dáng, mỗi vẻ. Trong mỗi ngôi chùa lại chứa đựng những giá trị quý báu về lịch sử, văn hóa, tâm linh. Tất cả đều là những ngôi chùa có kiến trúc điêu khắc kỳ vĩ hàng đầu, là những danh lam cổ tự đệ nhất trời Nam. Cái tên mà người xưa từng gọi với biết bao tôn kính, tự hào.